Các công ty Nhật Bản khổ sở vì các hóa đơn tiền điện. Nhật Bản đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng mà nguyên nhân bắt đầu là thảm họa tại nhà máy hạt nhân Fukushima. Nhật Bản đã phản ứng bằng cách đóng cửa tất cả các cơ sở hạt nhân trong nước và chuyển sang nhiên liệu hóa thạch được nhập khẩu. Điều đó đã đẩy giá điện tăng khoảng 30% kể từ năm 2011. Và trên các trang mạng xã hội, người dân đã bắt đầu bày tỏ sự chán nản đối với sự gia tăng chi phí này. Một giám đốc điều hành đã viết trên Twitter rằng ông đã quyết định điều chỉnh máy điều hòa không khí trong các nhà hàng của công ty ở mức 27 độ C thay vì 25 độ C như trước đây và buộc các nhân viên phải tắt đèn, tắt máy điều hòa không khí khi không có khách hàng. Nghịch lý là những khách hàng chống năng lượng hạt nhân khi vào cửa tiệm lại phàn nàn là quá nóng. Các nhà hàng này thậm chí còn được gắn một hệ thống tiết kiệm năng lượng đi kèm với một chiếc đồng hồ đặc biệt. Chiếc đồng hồ này sẽ chuyển sang màu đỏ khi có quá nhiều điện đang được sử dụng và sẽ tự động điện thoại cho nhân viên để cảnh báo. Khi không có khách hàng, tất cả các đèn trong nhà bếp đều được tắt, ngay cả trong giờ làm việc. Công ty cho biết họ bắt buộc phải áp dụng những biện pháp này vì tiền điện là một khoản chi phí lớn cho công ty. Kể từ khi bắt đầu các biện pháp này, công ty đã tiết kiệm được khoảng từ 200 đến 300 Mỹ Kim mỗi tháng tại mỗi nhà hàng. Theo một khảo sát gần đây của Reuters, 70% các nhà sản xuất Nhật Bản đang đẩy mạnh các nỗ lực tiết kiệm năng lượng với một đồng yên yếu, năng lượng nhập khẩu trở nên rất mắc và mùa đông đang sắp đến, các công ty Nhật Bản sẽ còn phải chật vật với các hóa đơn tiền điện.